Ok, hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục cái hành trình của người yêu sư của chúng ta thôi. Lại lang thang đi bắt thú. Game này thì mới chơi cái phần đầu là khoảng 5 tiếng trên cái video tôi up lần trước á. Tính ra là cũng 3-4 lần tôi ghép lại thành một cái video á. Thì con game cũng tương đối tạm ổn. Tuy nhiên khuyết điểm nó thì cũng còn nhiều lắm. Tí nữa vào game thì chúng ta sẽ đề cập cái vấn đề này sau. Sau game mở quả lên như nào. Chạy đi bạn ơi. Rồi rồi lên nè. Đầu tiên là con game này nó chỉ có một cái cốt truyện chủ tuyến đi thẳng từ đó đến đó làm cái gì đó theo yêu cầu. Một số cái quest phụ nó thì là cái dạng quest trường kỳ, tức là mình sẽ đi theo mà cái nhiệm vụ chính luôn chứ không phải là cái tuyến nhiệm vụ phụ, nên thành ra là con game này nó cũng khá là đương điệu. Ít ra thì nó vẫn hơn con Vanquish nha. Con Vanquish là đi thẳng từ đầu đến cuối luôn, không có tuyến nhiệm vụ chính phụ gì cả. Để tôi lock FPS lại cái. Game này thì đồ họa nó đẹp thì đúng là đẹp thiệt, nhìn vô là rất mức mắt dễ nhìn luôn. Tuy nhiên cái phần giao diện điều khiển UX UI tất cả mọi thứ đó, nó đều làm rất là khó dòm. Chính vì cái bối cảnh 2D nè, như cái anh em nhìn cái phần này đi. Đây nè. Phần này á thì nó làm cũng na ná như con Vanquish rồi. Tuy nhiên so với con Vanquish thì nó có rất nhiều khuyết điểm luôn. Như anh em nhìn cái khung avatar nè, nó sẽ dòm rất cận cảnh khiến mình không biết con đó là con gì. Rất là khó nhìn, rất là khó phân biệt các thứ. Ngoài ra thì nó không có bộ lọc gì cả, nó chỉ có ở đây thôi, xếp theo mấy cái chủ đề nè. Đó, hệ phong thì tôi có một vài con, nhất là khi mình bắt mấy con này nè, yêu cầu nó thì vẫn giống con Vanquish, mình bắt đủ 10 con thì sẽ có kinh nghiệm liên tục nó bước bước lên. Tuy nhiên á, lúc mà bắt á, thì tôi không biết tôi bắt được bao nhiêu con luôn. Con Vanquish thì ít ra nó còn để mấy cái thông số ở phía bên phải này bên trái gì đó, nó còn thông tin cho mình biết, còn con này hoàn toàn không có. Ngoài ra thì quản lý ba cái này rất là nhiều mấy cái tài nguyên lặt vặt nè. Anh em nhìn mấy tài nguyên lặt vặt nè, tôi thì không có ngại mấy cái vụ mà nhiều tài nguyên như thế này, tuy nhiên thì nó sắp xếp cực kỳ hổ lốn luôn đó. Tôi không biết cái nào xịn, cái nào dởm, cái nào mà có tác dụng hay là cái nào nữa cùi bắp nữa. Thậm chí rất là nhiều tài nguyên trong này tôi không biết nó để làm cái gì, ngoại trừ cái việc duy nhất là mình chế bùa với nâng cấp nhà đó. Nâng cấp nhà thì khỏi phải nói rồi, cái đó thì nó sẽ giới hạn tài nguyên theo khu vực. Còn cái nữa là chế bùa thì nó cũng à, ngoài hai cái đó ra tôi không biết cái lượng tài nguyên để làm cái gì luôn, quá là nhiều thứ. Đây, như cái phần cây cỏ trồng trọt nè, farm ra rất là nhiều loại luôn, một số vật phẩm nhiệm vụ cũng gom vào trong này luôn. Như cái phần cây cỏ này đưa mấy cái lệnh bài này vào làm gì tôi cũng không biết nữa. Sách bách thảo rồi nè. Đó. Rồi bằng cái này thì phù, phù thì anh em phải để ý nó thiết kế kỹ nha. Như cái nền màu trắng như thế này thì nó mới là cái phù là loại giỏm nhất, nên cái nền màu xanh là cái phù xịn hơn. Nó có chữ đại nè. Đó, cái này vô thượng là nó lên được cái màu vàng luôn. Nó sắp xếp rất là lẫn lộn luôn. Ngoài ra là trong cái phần ba lô này mình không có bộ lọc nào cả đó. Anh em nhìn nó xếp cái trắng là cái cùi nhất, xong tới cái xịn nhất, rồi mới tới xịn vừa, rồi xong rồi lại tới cái cùi nhất. Rất là hỗn loạn đầy đủ hết đó. Bên này thì cái này thì tạm ổn đi, cái này cũng tạm ổn luôn. Thậm chí mấy cái này nó cũng không có lọc ra gì nữa hết, toàn là nhét một cục vô. Đến ba cái này đó nè, nó chỉ ghi rất là chung chung, không có chi tiết gì cả, mình rất là khó đoán luôn. Còn cái bên này thì tôi chưa có nào cả, bên này cũng chưa luôn. Cổ thạch tinh thể có thể chứa nguyên tố độc, cái này thì tôi nghĩ là liên quan đến phần ép thú về sau rồi. Ngoài ra thì còn rất nhiều vấn đề để đáng bàn trong game nữa. Nhưng mở bản đồ lên, nó không có mà hiển thị ngay cái vị trí mình hiện tại mà nó hiển thị chung chung hết. Như tôi đang đứng đây mở bản đồ lên thì mình luôn luôn nhìn vô cái điểm giữa chỗ này thì nó lại không có mình xuất hiện ở đó. Nên tính ra con game này thiết kế đúng ổn, game cũng tạm ổn nữa, nhưng mà một vài khuyết điểm đó khiến mình chơi khá là chán. Nói chung là nó hoàn thiện nhưng mà chưa có chỉnh chu thôi. Như con này bây giờ tôi nhìn tôi chưa biết là mình bắt được 10 con hay chưa nữa. Ngoài ra là nó chưa hỗ trợ tay cầm nữa nha. Anh em nào chơi tay cầm game này á thì hơi bị khó đó. Còn một điều nữa là con game này loot đồ á, sao không dùng nút E mà tôi không biết nữa. Nó chỉ dùng chuột trái thôi, nên farm chuột hoài nó cũng mệt lắm. Con này con cung á, 14 nè. Con này không biết bắt nó được chưa. Trời ơi, nhìn cái dạng kill dưới này, ba cái kill tím là rất là ngon nha. Xong lên này còn một nút với hai nút không à. Con này thì cũng ngon đó nè. Với lại tôi cũng không biết là có nên ưu tiên bắt những cái con thường như thế này không. Tức là như con đen thường của tôi nè, nó nhỏ hơn con đen Black này tí. Thì ngoài cái kích thước nó nhỏ hơn thì tôi không biết nó có ảnh hưởng nhiều đến chỉ số hay là cái tiềm năng hay là sau này lai tạo ép chủng gì không nữa. Lâu lâu có mấy con thường như thế này nè, không biết có nên bắt hay không nữa. Nè, nó ghi chỉ đã cập nhật tư liệu hồ sơ thôi, hiện rất là nhanh luôn, hiện lên vài giây là nó ẩn xuống liền. Làm chậm bạn ơi.
4 điểm, 6 điểm vào yêu thuật, bù qua hai cái này thì nó tính ra là 3 3 4 thôi. Không mạnh mấy. Cái chỉ số này thì cho nó sống dai hơn cũng được, tại vì level nó 16 rồi mà máu nó 200 mà. Cũng được. Rồi nó đâu? Đây nè. Chém nhẹ nhẹ thôi nha. Ê, chém nhẹ nhẹ thôi. Mới nói xong. Mấy cái chỉ số này tôi cũng chưa có gạch nữa. Để rảnh rảnh mình coi lại. Ở này luôn. Cũng được. Ép. Nó cộng cho mình tí ép. Bây giờ mỗi lần bắt là phải vô đây kiếm lại cái con đó nó nằm ở đâu, nó được bao nhiêu con rồi. Con này phải không? Con không phải. Con này nè, Nguyệt Nha Hạt. Bộ kill nó, bộ kill nó như thiết kế như thế này đó, nên ghi thẳng ở đây luôn đi, không cần phải ghê vô rồi đọc như thế này đâu. Hoặc là cái chỗ này nó chấm quá nhiều nè, ghi cái bộ kill nó nằm ngay đây luôn cũng có làm sao đâu. Nhưng mà không phải đưa ghê chuột vô đây để đọc cái nữa, trong khi là cái kill nó rất lớn nha. Tôi nghĩ thiết kế như thế này một hai hoặc là ba bốn kill là cùng. Cái chỗ này trống lỏng nè, tha hồ mà ghi chữ thì lại không ghi đâu, nên cái phần đẹp thì nhìn đẹp thiệt nhưng mà thiết kế dư nó rất là bất hợp lý. Thiết sát thương bóng tối, mấy cái này thì tôi cũng chưa biết nó là cái gì. Lửa, băng, điện, phong. Còn cái này là chắc mộc quá, hệ mộc. Còn cái này là bóng tối nè, phải bóng tối không ta, hay là độc. Cái này là đâm, còn cái này là đập, còn cái này là chém. Đâm á, là dạng như cái đầu mũi tên nó sẽ đâm vô cái hiệu ứng xuyên thấu, còn đập á, là thường những cái vũ khí cùng nó như cái chày hay là cái búa. Còn chém này thì đương nhiên nó là dao với kiếm hay là đao rồi. Cái con này đánh boss á, thì ngon, tôi không biết nó clone được con boss á, nó có học được mấy cái kill kẻ địch không, chứ nó học được mà mấy kill kẻ địch thì đánh boss mình quất ba con này vô nó clone ra được con boss thì nó ra là con tà ma nó 90% luôn rồi. À, tà ma là 30% rồi, còn mấy con kia thì bình thường. Tí nữa nhét con này thử vô đội hình đấy. Du thương là, à con này nó mạnh về cái săn bắn, đương nhiên rồi, nó cầm cái nỏ mà. Nấu nướng với ngộ tính, cái điểm ngộ tính này tôi không biết nó làm cái gì. Mấy cái này đọc thì dễ rồi. Rồi, mình xếp lót, mình bắt thêm khoảng 7 con nữa. Tính ra mà hết cái giờ Early Access đó, nó cải thiện mấy cái điểm tôi nói hồi nãy thì game này đúng ngon luôn. Ủa vô luôn rồi đó hả? Ủa sao không? Nè con này chỉ số ngon hơn con nãy nữa. Được, con này được hơn con nãy. Nó nè. Chém nhẹ nhẹ hơn nha ba. Ý, mới nói nhẹ nhẹ thôi là nó quất cái gần chết nhỏ luôn. Mình nên thay con nào ra, con đen hoặc là con lách này tôi sẽ thay nó ra, hay là bỏ con ngạo ngạo ma rồi luôn. Con này tăng cũng khá là ngon á. À con ám đậu này bỏ ra nè. Bây giờ tôi không biết tôi bắn được bao nhiêu con rồi đó. Đi trên này có thằng thú mới nữa nè, nên kiếm nó luôn. Thiếu hai con nữa. Hello. Chạy hả bạn? Rồi đủ 10 con nè, nó không hiển thị cái gì luôn nha. Tự nhiên có cái cảnh này đây vậy. Gấu ú tham kiến thiếu chủ đại nhân, thuộc hạ cuối cùng cũng tìm thấy người rồi. Ủa, tông đồ tà tinh giáo hình như nó nhận nhầm vậy đó. Rồi đúng rồi, nó nhận nhầm rồi. Thiếu chủ đi đâu mất rồi, nếu không tìm thấy cô ấy. À, chủ đại nhân chắc chắn sẽ rất nổi giận, gọi lại đòi bắt mình đó. Này ngứa. Đúng cái biểu cảm khuôn mặt luôn, không quan tuyệt đỉnh. Anh nghĩ sao anh bắt tôi không biết nữa. Level 11, trời ơi, tôm tép.
con này chắc tôi bỏ không. Trời, con gây vành đó tôi quên chơi nữa, không bắt được. Nằm hết bây giờ vả thằng nào thằng nấy là đứt khúc hết, nhảy chặt cái là tụi nó đứt khúc luôn. Ấm đậu này thì hơi thấp chứ bỏ ra. Yêu linh xa lịch. Vừa rồi là ta coi thường. Quên đem vừa phá nhà chạy về đi. Ừ, ta mày đó. Bông mới nè, bông mới nè. Thú mới nữa nè. Ừ, con này chỉ số cũng tạm ổn phết đấy. Chỗ này không đi được vào được. Đi rồi, chào bạn. Con nào bự đâu? Tôi thấy con nào nó cũng bằng nhau, nhìn vậy. Máu cao, độc xà, máu cao thì bù 2 điểm vô cái tấn công với cái hội tâm thì nó lại là 4-3-3 thôi. Trời ơi, con này dễ chịu hồi rồi. Không bấm được. Rồi giờ mới bấm được à. Hình như bấm lộn mấy giờ. À đúng đúng đúng. Ủa sao nó cho mình ép hoài vậy ta? Mấy ông đép sợ cái khúc này người ta rút khúc chuyện hay gì á, mới cho ép liên tục. Con này thì một đống vô phòng thủ. Bù 2 điểm này, bù 1 điểm xuống, cùi hơn con nãy nữa. Kệ bắt đại đi. Tinh hồng đảo hào á, sao con này nhìn nó lão quắc vậy ta? Nó gớt ra là phái tối kết tinh. Ô, con này giống như con ếch của mình vậy á. 3 sao 4.5 yêu thực. Con này nó nhảy 4 lần, còn con ếch của mình nó nhảy chỉ có 3 lần thôi. Con này thì không có tiến hóa. Con này cũng được nha. Nhà đồng tử mình còn thiếu 3 con nữa nào. Con này thì đủ 10 rồi. Ủa đâu? Con này chứ, thiếu 3 con hả? Thiếu 3 con rắn nữa. Chị đéo vậy. Chủ nghĩa hòa bình hả? Hòa bình thì vô chuồng. Ám vệ miêu. Con này hình như là mới. Con này gây sát thương băng. Ủa không phải, sát thương này là sát thương phong. Thôi không mạnh cho mấy. Mũi tên xuyên thấu yêu cầu 100 lực mà chỉ có 2.5 yêu thực thôi. Nên thành ra bắn xuyên qua thì nó mới gây thêm 5% sát thương. Thực ra 5% nó cùi bắp lắm. Nên bắt đủ 10 con thôi. 2 con nè. Con này chỉ số cũng được nha, hai dòng nó đều mạnh hết. Rồi nó đây phải không? Trời, nó nhảy ra muốn chết con ta luôn. 5 hết này.
Đám đậu này yếu à, nên gấp cộng được có 2 điểm sát thương đó. Rồi, giấu cái gương. 1.000 tiền. Tiền thì mình cũng không cần lắm. Bạn chạy hả? Ai cho bạn chạy? Rồi, làm trận nào bé. Sau khi mỏ bị yêu linh chiếm đóng, năng lượng của tôi thật sự không biết dùng vào đâu. Dư tinh lực quá thì ăn hành. Con này nó tăng rất là ngon nha. Nhìn cái bộ kiêu đó nè. Cái phòng thủ mặc định của nó là lên tới 50 luôn. Mấy con khác thì phòng thủ nó chỉ có vài chục thôi nè. Như con này mười mấy nè. Còn như con đối này chỉ có 10 thôi. Riêng con này nó tới 50 rồi. Phòng thủ mặc định nó rất là cao. Tuy nhiên thì chút nữa nó chuyển qua trạng thái thì nó sẽ mất 40 điểm phòng thủ rồi. Nhưng mà tấn công nó lại tăng lên tới 200. Tức là ban đầu chỉ đưa cái mặt ra cho bị đánh á, bù lại nó sẽ câu giờ cho cái vàng hậu cần rồi sao. Cách kêu rất là ngon. Con này là con gì? Dịch đâu nha. Còn con này giống là cái kêu của con thích cách của mình. Tele ra sau lưng rồi chọn. Nó lên level 3 luôn rồi. Trăm hai chục tiền. Khu bên này là nó cao hơn. Tí nữa đó. Ám đậu bye bye cưng. Miêu dưới con mới nè. Cho vô. Con mà nãy mình còn một con gì tôi định đưa vô nó. Một trăm ba chục kiên, 100 điểm hồi tâm duy trì. Cái phá phòng này nó giảm 2 điểm phòng thủ là thực sự không ngon. 20% giảm 2 điểm phòng thủ thì tính trung bình mỗi phát bắn anh em chỉ giảm được có 0.4 điểm phòng thủ à. Con này thì nó lại đánh khá là chậm. Khoảng cách tấn công nó chỉ có 2 ô thôi. Ủa, cái này không phải nó khoảng cách tấn công đâu nha, nó dịch tầm 7 đó. Tần suất giữa cái đòn tấn công thông thường, tức là cái tốc độ tấn công đó. Số này càng thấp thì nó đánh càng nhanh. Theo tôi hiểu là như vậy. Như cái này 2.16 giây á, nó sẽ đánh đánh một phát đầu, xong 2.16 giây sau nó mới đánh một phát nữa. Ví dụ con đánh nhanh nhanh như con đối này là 1.78 là nó sẽ đánh rất là nhanh luôn. Con đen thì nó đánh cực kỳ chậm, 4 giây nó mới đánh một lần. Ninja thì đánh nhanh hơn, 1.3 giây chọt cái rồi. 5S thì 2 giây tròn. Chỉ là căn cứ thì lấy cái con số khoảng là dưới 1.5 đi, thì nó sẽ đánh thuộc dạng đánh nhanh. Bất hợp á. Thôi thì thôi. Chỉ cái kích thước và cái sức mạnh này. To hay nhỏ nó không thành vấn đề. Vấn đề là cái dòng phụ nó đẹp là được. Rồi hiểu. Vậy thì tôi sẽ không dùng con lách mà tôi sẽ dùng con đen. Không để bỏ lách ra luôn trời. Bỏ cái yêu lực hộ thể. Cái yêu lực hộ thể này á, dành cho những cái con mà dạng xài cái yêu thuật này cao nè. Dành cho những cái con có mana á. Mana mà mấy con chiên về với boost mana như con là Kabe nè. Kabe cũng không có chiên mana nữa. Kabe của mình nó cũng phế lồi ra luôn. Bây giờ bỏ một hàng tăng á. Con này thì sao? Làm cặp này luôn ha. À cái điểm ý chí này á, thì mỗi lần mình bị đánh á thì nó sẽ tăng vô mấy cái yêu lực, tức là tăng vô cái điểm ở dưới nè. Vậy như BD đem á. Còn mấy con bình thường mình có nên bắt nó không ta? Tôi thích mấy con bự bự hơn. Nếu như bình thường mà được ngon ngon mấy cái dòng phụ ngon á, mình bắt được thì cũng khá là ổn.
Rồi, anh bán gì đây? Ấy, bấm độn cái lá bùa. Ngồi câu đậu hoa. Cái 70 đồng. Bộ này nhìn cũng đẹp nè, mua không? Có 500 đồng à. Quất. Tí nữa về mình thay luôn. Thịt kho tàu, quất luôn. Thịt kho tàu một lên đó. À, phai tây chiên, nhầm. Tủ cam, quất luôn. Mình còn 2.000 à, chết là hết tiền rồi. Vong u thảo à. Bây giờ lại đến cái chuyện hệ chống nè. Nếu như anh em thiết kế game mà làm tốt á, anh em ghê vô đây thì nó sẽ hiện ra cái thông tin liền là mình đang có bao nhiêu trong kho. Thổi tây hoa, cam ngọt. Chứ không phải là mình phải so từng cái mình kiếm như thế này đâu. Cái phần hạt giống thì nó lại để chung với cây thêm một đống nữa. Mấy cái hạt này nhìn ngộ ha. Thiết kế nó vừa mang tính động vừa mang tính thực vật luôn. Cái này mình có rồi nè. Vong u thảo mình có rồi. Tỏi tây hoa và cam ngọt. Cam ngọt đây phải không? Không. Nó giống giống thôi. Hai cái này mình chưa có cái nào cả. Rồi có điểm tệ le mình về nhà mình coi có nhận lương hay là làm cái gì đó được không, nhận phù đồ chẳng hạn. Phù mình còn có 24 cái thôi. Lá hoàng miên và chú sa thạch. Không, bây giờ không có farm phù được nữa. Mày vẽ lâu lắm, bỏ đi. Này 7-8 giây nữa, nhận phát nữa. Vũ mật đó. Cho nó làm 4 cái tiểu luôn. Mấy cái chung cao thì tôi nghĩ chưa cần đâu. Khi nào mình đi qua mấy cái vùng mạnh mạnh đó, mình nó cần. Bây giờ mình vẫn farm bắt mấy con nhỏ. Tùng mộc vả nha, mình còn thiếu cái tùng mộc vả này. Linh lan mình có thể trồng được 14 cây. Nãy chế phù vật mộc là chế cái gì ta? Hoàng miên. Nhưng mà trồng cái này xong thì nó lại thiếu thiếu mà ba cái kia hủy luôn đi để mình trồng lại từ đầu. Thiếu ba cái thạch á, thiếu ba cái thạch thì cũng không có chế được. Hôm qua còn một cái nhà nữa, à nhà phải sao. Ô, nó đi săn là dạng như đi câu cá cho mình về như nào. Rồi đủ rồi nào, nó đi bắt con ốc vàng về đủ năng luôn. Nhím biển với bướm hoa băng mình có hai con này. Nhím biển thì chưa có, chắc đi đến cái vùng nước. Vùng nước thì trên bản đồ thì tôi nghĩ chắc là đây. Một chỗ này cũng có thể, chỗ này cũng có thể luôn. Sông suối băng rồi nè. Tới đó tính. 117. Đâu? Con này 96, 96, 97 thì bằng nhau à. 117 hả? Sao con này chỉ số nó cũng kiếp vậy? Nè nó nào phải không? Bên này thì tôi lỡ nhau nâng nó cao quá rồi. Nên không có cho nó đi được.
Mấy cái này tôi không biết chất lượng nó trên lệch như thế nào nên cũng không dám mua nữa. À quên, mình... Nhận lương 70, 81, 88. 79 thì chỉ có con này thôi. Nâng cấp thì nó cần cái gì? 4. Băng liên quả. Băng liên quả và tùng mộc quả. Đây, bấm cái này hiện lên rồi xong mình bấm mà cái nốt. Rồi phim lên luôn. Chỉnh cái này nó mờ mờ thôi. Đây, băng liên quả cho tùng một quả. Tùng một quả màu xanh xanh hình như tôi mới thấy nó đây mà. Đây nè, đây nè. Ba phải không? Rồi, vừa đủ luôn. Ngoài ra cái hiệu ứng đồ ăn đó, khi mà tôi ăn rồi á thì không biết cái hiệu ứng đồ ăn nó kéo dài ở đâu, nó ghi chỗ nào luôn. Thiếu gì? Trời, thiếu tiền. Tiền mình còn có 1.300. Ủa sao bấm không được? À được rồi. Con gì mặt ngu dữ vậy nè? Nga Long. Phòng thủ nó là 6 hộp luôn mà nó chỉ có một điểm phòng thủ là tôi bó tay luôn á. Thôi bỏ nó đi cho nó chống cái gương thôi, không giữ nào lấy hết. Bữa đầu ra con này ngon quá vậy nè, đồ mang mang nè. À con bảy sắc cầu vồng nữa. Con yêu binh này cũng ngon nữa. Ở đâu ra gì ta? Rồi bấm từ từ để coi kỹ kỹ rồi. Ừ, bỏ nào. Con này cũng tạm tạm mà bỏ luôn. Bỏ luôn. Con này cũng khá ổn. Để đi, để đi. Để ca ca hả? Hano thì thôi, không cần. Để ca đào. Con này tính ra chỉ số cũng ngon phết đó chứ. Nhưng mà 5 hộp vô cái phòng thủ thì nó vô nghĩa dữ lắm. Con bò tấn công yếu quá, bỏ đi. Đi. Suy dinh dưỡng mà chỉ số cái gì đó hả? Rồi rồi.
Anh mà ăn uống no đủ cái nữa là anh cân cái tem luôn, không chừng con này cũng được. Không, 4333 thì cũng không ngon. Ý con này cũng tạm nha, giữ ở đây người cùi. Con này thì hội tâm nó rất là cao nhưng mà tấn công yếu quá. Mấy con này thì cần vô cái chỉ số tấn công nó cao á. Rồi, ok. Mình có nên chết tại bầy hôm nay không? Hơi tốn thời gian quá. Có gì thì sai sót thì gánh chịu thôi. 5-6 ngàn tiền. Có tiền rồi bạn ơi. Ủa? Lên, lên là lên luôn. Tùng Lộ Hoàng với Lôi Quang Đằng. Tùng Lộ Hoàng. Lộ Hoàng á. Rồi ok chưa? Thời gian trồng trọt giảm đi một. Đó chết rồi, mới giục hết tụi nó rồi. Thôi mình đi bắt lại các loại hồi hương cung đoạn lật đa chu hồng tà. Nó để như thế này làm sao tôi biết con đó là con gì? À nó có hình à. À con đầu tiên là con binh đi bao. Coi đi bắt mấy con binh đi bao về cho nó chồng rồi được. Binh đi bao tôi nhớ là hồi nãy mình đi từ đâu về trời. Này quá. Binh đi bao nó đâu chỗ này nè. À đâu bên đây nữa nè. Bên đây ba cái quét luôn. Nè con này con chú không chạ nào không. Con này tăng vẫn ngon, không bỏ đâu. Mình sẽ cho hai con đều có điểm tái sức trận hết. Con này thì chỉ số ngon hơn, còn con này thì mấy cái dòng phụ nó lại ngon hơn. Bên trên đi, bộ kêu mình còn có thể đổi được. Ba con cung, hai con, một con tăng, một con dạng sát thủ, một con bút. Tôi quên bắt nó mất tiêu rồi. Anh bách hợp á, tính ra con này nó cũng không mạnh cho lắm. Tiểu đồng thể hình như mình cũng chưa có. Con đao này mình cũng thiếu nè. Không nào ngon hết. Bye bye luôn. Lô Nguyệt Kiêu là con KV của mình. Thiếu 5 hộp nữa. Rồi ok. Con mèo bắn cung cũng thiếu luôn.
Tiểu đồng tệ là con bọ hung thiếu ba con. Con máy chém này thiếu bốn con. Rồi thiếu con máy chém nữa. Mày bự quá vậy. Ý. Con này hả? Nhẹ nhẹ không nghe mấy anh. Coi. Bấm không được. Vẫn không bấm được. Đúng con gì trời. À đúng rồi đúng rồi. Bắt luôn bỏ không rồi đi. Rồi đủ rồi đó. Trời ơi bỏ bê với xui xẻo. Cái chỉ số mà của con đó thì nó muốn chuyển sinh luôn cho rồi để cải thiện tình hình. Sáu mấy à, sáu mấy cũng được đi. Năm con nè, chắc mình bận nữa thì nó mát hả? Bốn tám vùng trời chả thấm vào đâu cả. 72 vùng. À cái bút đồ ăn nó hiện đây. Rồi mình tính làm gì nữa ta? À thay vô cái đội hình. Mỗi con này mình mới bắt rồi phải không? Mười ba phần trăm gây 149, 13% gây 155. Hai con này con nào tốc độ đánh cao? 2.2, 2.05, nhưng mà tầm đánh nó rất gần. Con này thì nó đánh xa hơn. Nên khi khả năng nó kích hoạt được cái chiêu đó thì nó ngon hơn. Con này nó thuộc hệ bút ngoài sao. Còn con này thì dạng như sát thủ. Nên có tính ra thì lấy con này nó ngon hơn. Có điều vô cái dòng hội tâm này tới lòi luôn á. Con này có một máu thì đi ám sát ai bao. Rồi lấy con là hoa nô rồi đi. Nô lệ có bong bóng, bông hoa. À còn cái mấy cái bộ khiêu hồi nãy tôi chưa có coi nữa. Coi cái shop mình nó bán khiêu gì. Cái khiêu này cũng ngon. Cho mấy con tăng.
tức là ba phát sẽ có một phát đi 60% sát thương, rất là mạnh nha. Nó cộng thêm khoảng 20% nữa, 20% mà DPS luôn. Ô, cái này bắn dội ra luôn nè. Cái này phải chỉ có chiêu gom quái á, nó sẽ gom quái được một cục. Khi đó thì mình bắn nó xuyên cái góc 30 độ thì cũng khá là ngon. Tức là cái góc lừa phản như bắn như thế này đi, khoảng như thế này. Tốc báo 15% cũng được nha. Cục này tới 500 điểm lận, chứ là ba cục này mình chỉ được chọn một cục thôi. Cái này tăng 20%. Cái này để cho mấy con cung nó ngon. Đội hình của mình thì 5S. Năm ếch có hai cái điểm này thì mới vô á. Máu thì không ngon đâu. Máu dưới 50% khó, khó kích hoạt lắm. Bỏ cái chiêu xù lông này. Bỏ cái chiêu xù lông. Trời, nó bắn như con rùa luôn. 171. Con mà đói 49, nhưng mà nó bắn lại mạnh nha, 4 phát nó bắn 1 phát, duy trì 6 giây thì nó chỉ bắn được một phát của cái này thôi, tức là phát đầu tiên nó bắn sẽ chí mạng đó, nhưng mà không kịp bắn phát thứ hai luôn. Phế, cái chiều này cũng phế luôn, phế phế lòi. Chắc bỏ cho 5S, bỏ cái chiêu mà xù lông này, mua cái chiêu màu tím gắn vô. Hay là mua cái này cho con quỷ cung luôn cho rồi đấy. Ra lấy 15% hút máu cũng ngon đó. Giống như mình chém một phát 200 máu thì nó lại hồi được với 30 máu lận. Tôi không hiểu cái bắn tỏa này là cái gì. Rồi. Chưa quyết định lắp dài đâu, cứ để đó đi. Để đó chừng nào mình lắp được á thì mình lắp. Rồi tí nữa về được 48 lao phục. Bướm hoa băng và nhím biển bơm. Cái gì mới đây mà săn lẻ dữ vậy?
Rồi đi thôi. Mình sẽ xuống đây mình hỏi han người đó một tí. Đi làm vụ chủ tiến đi, không đi lang thang nữa. Chỗ này có chỗ câu cá này nha. Thật ra mấy cái điểm này á, không cần đánh dấu trên bản đồ đâu. Đáng lẽ dép phải làm giùm mình luôn á. Hay mà để ý vào cái đó nổi. Nuôi dưỡng yêu linh, điều quan trọng nhất là làm vui. Khi chơi game, điều quan trọng nhất chính là vui vẻ. Cậu có vui không? Tôi cũng rất là vui. Làm tí cần không bạn? Nó nuôi hàm thu nga và cuồng đạo lan. Mình 9 con mà bên nó có 7 con à. Đó. Phá ra là tôi không có vui được. Anh gặp đúng hàng nhân vật chính nó hack game. Chơi game mà gặp mấy thằng nhân vật chính như thế này thì sao mà vui. Mèo này bắt đuổi chưa ta? Phải không nào ngon hết. Nó bắn như cái tập dưỡng sinh vậy nè. Con này hồi cái bản demo tôi chơi á, nó khá là mạnh. Tại vì mình chơi với cái con mà cái con gì đó, cái con gì giống là con cá vậy đó. Nó có cái chiêu gom quái đó, để con này nó bắn một phát vô một cái chùm quái luôn thì nó rất là ngon. Nhưng bây giờ nó bắn lẻ tẻ như thế này nó không có mạnh cho lắm nè. Đam con đói gấp 4 lần đó luôn. Ủa mình đang đi đâu vậy nè? Thấy hiu hiu vậy đó. Chơi bạn. Bạn đây vào máy 15 mã. Bây giờ Nocturne đã ra mắt. Để tôi coi giá game này nhiêu đấy. 300k. Ôi ơi, nhà phát hành ơi, có kỳ game không cho em xin. Có con này mình bỏ ra chưa? Chưa ra thì chắc bỏ con dưỡng sinh này đi. Con này nó yếu dưới lửa hả? Yếu dưới lửa thì số 4. Đâu rồi? Ủa cái méo gì vậy nào? Ồ, nó chơi khiêu kịch quá. Rồi, chết năm hết rồi. Thằng gấp rồi lên một khúc luôn à. Con này đây và nó thấp. Cái đam này tôi không biết nó tới tính vô mà cái khiêu triệu hồi của con này không. Hồi nãy nó hiện ra ba bốn cái hộp đó, hình như là cái khiêu triệu hồi của con này nè. Đối bắn vẫn rất là tính nha. Anh ếch chặt cũng rất là ngon. Ủa 2 4 6 7. Con này cũng phế, nhưng mà nó level 9 mình đâu có đòi hỏi nó thêm được.
Trời ơi. Tám. Một là cho con siêu tăng cơ, còn hai là cho những con hồi máu. Đá thanh điển hả? Làm nháy bạn ơi. Bộ cặp lưỡi liềm rất là đáng yêu. Bộ cặp lưỡi liềm nhà tôi là thiệt nhất. Đâu bộ cặp lưỡi liềm đâu có thấy nào đâu. À Nguyệt Nha hạt. Nguyệt Nha là đúng là bộ cặp thiệt. Ngày dưỡng sinh nó bắn nè. Hú hú hú, tôi thua rồi, người yêu thích bộ cặp. Gì sáng sáng đây, phong ấn phù 1. Quy Linh Tiên, không có nào cả. Cái này nói ra hơi tục chứ, nhìn nó thiết kế như hình tử cung chứ. Con người kêu chưa đủ nào. Tiểu đồng tệ thiếu hai con nào. Lan Hoa Vinh thiếu một con. Tiểu đồng tệ Lan Hoa Vinh với ca Linh Chi. Ca Linh Chi nãy mới thấy vài con bên đây mà ta. Cái gì đó? Tự nhiên cắt cảnh vậy? Tông đồ ma tinh giáo cứ như thế chỉ cần gây ra những cái vũ loạn liên tục. À nó đang đầu độc cái nguồn nước gì nè, càng hỗn loạn thì yêu linh nó sẽ càng có mà khả năng tiến hóa cao hơn. Ở đây chỉ có yêu linh dạng tà ma mới có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh. Con nhóc này mày chui ra từ đâu đó? Tự yêu sư muốn cản trở cuộc hỗn loạn này sao? Đối mặt số phận của ngươi đi. Theo cái cốt truyện mình phải đi xuống dưới mình điều tra chứ, mình mới lên đây đánh chứ. Cùi bắp, thân cùi bắp. Mua game về thì cài lên là nó lên thôi bạn ơi, không cần phải điều tra bí kíp gì đâu. Cái này cái gì đây? Trên bờ làm gì có cái hình nào cái gì? Làm trận không bạn? Làm nháy không? Vũ điệu động lẫy của đoàn vũ công yêu tinh yêu linh. À nó chơi toàn nguyên một cái ban nhạc luôn. Nó gọi máy gắn ra sau lưng nè, nhưng mà chưa gọi nữa thì nó tèo rồi. Đó bắn phải bắn như miêu như ý như thế này đó. Mà năm Pikachu. Ủa? Lộn đường rồi. Ý cái gì ấy? Ủa, không phải đường này nữa. Nhưng mà nó có đường mà.
xuống con này nào. Đồ uống nướng chia xong thiệt luôn á. Mấy đêm trước tôi thấy trưởng làng lén lén đổ cái thứ gì đó xuống sông. Hơn nữa vừa làm đổ vừa làm những động tác kỳ lạ làm tôi sợ chết khiếp, trông giống như bị quỷ ám vậy. Cậu đừng nói cho tôi nói nhé. Con này nó nhiều chuyện vãi, mới gặp lần đầu luôn. Rồi nó dặn mình đừng có nói với ai rồi. Làng này là kiểu cái làng côn trùng, sống bằng cái tự nhiên rất là nhiều. Sức kích quản được, rồi được rồi. Ba ngàn tiền à, hết tiền à anh ơi. 1.500 à. 1.500 liên quả nè. Đôi quan đằng luôn nè. Mua hết mỗi loại 4 cái. Công thức nấu ăn thì cũng muốn lắm á. Giảm phù chú thôi. Tăng nhẹ yêu linh dĩ sắc. Tăng nhẹ yêu linh dĩ sắc luôn. Con này con trưởng làng đó hả? Bị nhìn thấy rồi à? Tôi đã đổ rất nhiều hùng hoàng xuống nước, nhưng làm như vậy để đuổi tà ma. Mấy ngày trước khi tắm ở sông tôi phát hiện con quái vật dưới nước khổng lồ, vừa nhặt được thứ này đưa cho anh đây. Tôi đoán là thứ này được đào làng tử tinh, họ đào bới suốt ngày, có lẽ đã trọng vật. Ủa? Có lẽ đã chọc giận một con quái vật trong nước rồi. Cái này mình có mà. Nhớ là món ăn rất ngon mà mẹ tôi làm còn nhỏ, tiếc là tà ma quấy phá sau này không được chớ được hương vị đó nữa. Nó đỏ ao chua chua mát lạnh lên ngọt ngọt. Nhớ cách đó nhưng không có bán nguyên liệu, cũng không dám vào gần tìm kiếm. Rồi chưa biết nó là món gì đó. Chưa biết nó tìm cái gì luôn, nhưng mà tôi nhận quét rồi chả quét cùng lúc luôn. Táo đỏ bọc đường, tính đâu có nói những món cà chua chứ. Làng còn gì không anh? Có cái gương em mượn coi coi. Dưỡng sinh cùi bắp. Ở trong làng này không ai đánh đấm gì nhau cho nè. Biết nhà mình đâu luôn. Gần như mình thiếu hai con. Tấn công vào hội tâm mà không ngon cho mấy. Kệ bắt được thì cũng bắt thôi. Thiếu hàng cà phê nữa. Rồi, không bỏ hung thì đủ không rồi đó. Thiếu hai con cà phê với con lan hoa vinh.
Nó chết rồi. Ý. Tức là nuôi con này là phải nuôi hai con hả? Chỉ số con này cũng khá là đẹp đó. Đừng đừng có chặt chết con này á. Hai giây, một giây, cố lên. Rồi chết queo luôn rồi. Trời ơi. À đây 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 đây. Rồi đánh ra đi. Có nào lấp lánh không? Không có. Ý chí cao mà yêu thực thấp. Không ngon. Không ngon luôn. Đủ chưa ta? KPA đủ chưa? Rồi, KPA đủ luôn này. Chào chị Linh. Thế còn tí nỉ không ạ? À? Chơi 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 chơi. Chỉ là nó 44. Chí mạng á, thì nó sẽ lan đam ra luôn. Nên con này bui cái dòng hội tâm là đúng rồi đó. Nhưng mà tính ra nó cũng khá là cùi. Để bắt về nuôi. Trời nó chặt con bộ hung như bổ củi vậy trời. Ủa con xanh. Con xanh con đỏ là sao? Cái gì? Bắt được một cái con mà giao linh nó có màu sắc kỳ lạ. Ngon. Bên này còn mấy con tí nị không à? Thấy mình nó chạy như vịt chưa? Yeah. Con ếch dẫn đầu huyền bầy gà. Cú bắp. Ít của mình là 1k máu đi thì nó giết địch nó hồi lại khoảng 200 máu, thì so với hút máu 15% nó chém một phát 300, thì chém một phát nó hồi 45 máu, phải chém 45 phát thì mới bằng một cái kill đó.
nhưng mà nó lại ổn định hơn. Không cái nào mới cả, vậy chắc bắt đủ hết đó. Đoàn hoa vinh thiếu con rồi, đã đụng nào rồi. Trời ơi, nhìn nó cùi. Ồ, con này để đánh boss. Nhưng mà nó dạng support KPA đứng ngoài sau thì boss vọng vậy. Đó à. Này thì giấu gương hả? Giấu gương hả? Trời ơi, tỷ tỷ. Ủa, nhiệm vụ mình làm cái gì? Đến làng Tử Linh. Làng Tử Linh nó nằm đâu? À, phía bắc 400 m. Mình đang ở đâu vậy trời? Chỗ này à? Ồ, cái này là không phải con quái, này là đồng đội đi qua mãi luôn. Kiểu này mình cứ chơi từ tốn thôi, tôi không có rút hay gì đâu. Hình như đường ở trên nó mới được. Cái gì đây? Củ hồng ma. Đây cũng level thấp thấp không à? Đi vào máy bạn. 14, 14 thì đánh được. Hắc Nguyệt kêu cứu. Yếu với mũi tên, với yếu với phong rồi chết với mình rồi. Mình một đống mấy con xài mũi tên luôn. Trời ơi, chặt nhỏ như con nhá. Không biết ai mới là boss ở đây nữa. Nó hồi máu gì khủng khiếp không. Cộng 5 đam. Ây da. Đá thanh điền. Lá bạch hoa nó sẽ nở ra là lá bạch hoa luôn, rất dễ trồng. Con này nó hung hãn vậy, chỉ số cũng cùi rồi. Được cái máu cao, máu cao cũng được nhưng mà tốc độ hồi phục hiệu lực thấp quá.
Sòi máu hả? Ê. Tôi thấy gương rồi nhưng mà làm sao để lấy? Lấy nữa hả? Xịn xịn tí nghe. Rồi rồi. Trời ơi, mỗi ngày nó cho mấy cái giọt lệ hoài. Samurai hả? Nhìn ngầu đen đi. 15 phút nha. Xương sẩu. Yếu với băng, kháng được mũi tên với đau và yếu với búa, kháng tên với đau. Con này copy con boss được nên cũng không muốn bỏ nó ra. Nói đúng khắc chế của mình luôn á. Bỏ ninja ra thì uổng lắm. Con này thủ nó rất là cao nha. Rồi đánh đi, thua rồi mình đổi đội hình sao. Đánh được nhẹ nhàng. Rồi đơn giản luôn. Con đen này nó cộng 4 đam. Hai thanh niên gánh tay. Cùi. Con này cũng dạng tôm tép à. Cái này là để cho mấy con mà dạng sát thủ hay là cái gì á, dạng mấy con đứng ngoài sau á, nó không bị một kích chết luôn. Phát bút rồi. Làm sao lên được đây đó? Nghe thấy tiếng đừng lại gần rồi còn phải lại gần cái nữa. Rồi, này thì đừng lại gần với chúng tôi hả? Huấn luyện viên. Ông này chắc là dạng như mình ký gửi mấy cái con thú của mình vào. Sau một thời gian nó sẽ lên cấp rồi chẳng hạn. Này thì đừng lại gần hả? Càng nói nó càng chạy lại gần. Trong cân trọng lượng thì 19 cân là ghé lá gan.
Đúng rồi, đứa trẻ nổi loạn rồi, thật là nhiệt huyết, nhưng mà tôi đã sắp không kiểm soát được nữa rồi. Nó đi đi, biến hình đi, rồi đánh nhau với cháu này cụ. Rồi, cụ khỏi giữ sức mạnh gì hết. Cụ level 12, thôi rồi, cụ rồi. Không cần quan tâm chỉ số luôn. Bảy chúng tôi chấp một mình cụ mà cụ đánh còn không lợi nữa. Chết năm hết bây giờ luôn. Trời ơi cụ ơi. Rồi cụ về thành dưỡng sức nha. Con dắt cụ về thành. Ô nhỉ. Tôi đồng ngự yêu sư bị sức mạnh tà ma quấy nhiễu, nhưng không có thể là không tin được phải không? Sức mạnh làm tha hóa yêu linh cũng có thể làm tha hóa con người luôn. Tất nhiên so với yêu linh thì khả năng con người bị tha hóa nó nhỏ hơn nhiều. Để tránh gây hại cho người khác, tôi đã giải tán yêu linh dẫn cư ở đây, nhưng vẫn gặp được cậu. Có vẻ nơi này vẫn chưa đủ kín đáo. Hồi lần trước ngươi đi mà thách đấu với mấy người kia, có một thằng nó ước nguyện là có thể trực tiếp đánh nhau như là mấy cái bọn yêu linh luôn, chứ không phải đứng ngoài sau chỉ đạo. Thì thằng đó mà gặp được ông này chắc nó bái ông này làm sư phụ liền quá. Ô nhĩ thường là con quạ đen đúng không? Rồi cụ về thành không? Hồng Phúc nữa hay Hồng Phúc chắc là sư phụ mình. Rồi đến thành đi. Phía đông có một luồng khí rất là bất an. Không có dấu gương hay gì hả? Cụ ơi, tài sản tích lũy của cụ đâu? Cái này là cái gì của cụ đây? Ý, có gương đó kìa. Cái này bạn tự lao vào mình nó ra, chúng thấy mình chỉ là tự vệ thôi. Con này sinh mệnh cao thì tốt. Yêu thực nó phải cao nữa thì nó mới mạnh. Đi con gì nè. Lý trí từ 60. Trời bắn hụt không luôn hai cụ này. Tê le lên đây. Sao bé các loại hoa này ngon quá vậy? Ngon hơn cà phê của mình nữa. Ở đâu ra em này nằm sẵn đây đây. Con này đứng ngoài sau bút cũng ngon. Tôi bỏ con miêu như ý luôn. Ủa bỏ cái con mà a bất hợp này luôn.
Không, để bỏ con lách này ra ta. Con lách này có cái dòng liên kết sinh mệnh khá là ngon. Lúc trước bị dị cắn vô con đen này. Bỏ cái điểm này đi. Có 150 à, so với cái máu bây giờ thì nó cũng khoảng là 11%, cũng không có ngon cho mấy. Cái này á, thì mỗi lần mình xài một kill thì nó nổi lên một lần 80. Yêu lực 80 thì nó khá là thấp đó, nên cái này mình có thể cast được vài lần, tức là 120 này có thể nhân lên 2-3 lần nữa. Nhưng mà cái này thì nó chỉ có một lần à. Gì cũng phí lắm. Con lách này muốn lấy cái kill này, kệ bỏ đi. Sau này có lấy sao, mình cho con hổ vô. Con này hình như lúc trước làm nhiệm vụ con hổ thì nó cho mình đó. Này thì nó đều KV mình tính ra thì nó cũng chỉ có 3-4 điểm thôi. Nhưng mà nó có cái gò gỉ khá là ổn nè. Này đam 71 nè. DPS nó tới 33 lần đó nghe. Con đối của tôi chỉ có 29 thôi. Con KV nó đánh còn mạnh hơn đó. DPS 10. KV này đánh mạnh hơn DPS của mình Adekagi này đó. Con này đều quá, thôi bỏ đi. Chào mừng đến với đàn tử tinh. Cậu nói về quái vật nước, tôi không biết gì cả. Chúng tôi cũng đang gặp rắc rối đây. Bây giờ hầm mỏ không an toàn. Có người nhìn thấy một con quái vật có rất nhiều mắt trong đó. Con quái vật đó rơi xuống một số thứ, có lẽ là cái này. Người của tông trùng binh biết đây là cái gì, họ sẽ cảm nhận được môi trường sinh thái rất mạnh. Bây giờ về đây nói chuyện với ông này. Ủa, đâu phải. À, đi qua hướng bên này. Bây giờ lên trên này cái đã. Đi thẳng lên thì quẹo trái. Mỗi cái dòng hỏi thăm là cao, còn nữa quá là cùi. Ủa sao hai con hoa cỏ vậy đây luôn vậy? Level 1 rung đánh có 11 đam mà. Không chết là may lắm rồi đó cháu. Lên level 4 luôn. Ba con bốn con năm con đi có cái chỗ tài liệu. Chỗ tay le mà để hai cái gương hai bên là chắc ăn ở trong có boss rồi. Chết.
Đó, con quái vật nhiều mắt trong mà cái mỏ đó. Cái này có chỗ câu cá nha. Chỗ này đến boss à. Chỗ, bước boss luôn. Level mấy đây? Lôi nha, level 16 cũng khá đó. Nãy giờ quá nhiều con tin nha luôn. Nhà này nó kháng tên nữa. Coi đội hình này đi, đỡ bị đổi. Tí xíu à. Chiêu giật điện áo mau quá vậy. Kìa. Tính hụt không à mấy bạn ơi. Anh đèn anh tăng cứng chưa? Từ đầu đến cuối luôn. Đó. Cầu to đèn hồi có khác. Anh đen muốn lên máu hơn là lên mấy chỉ số kia. Nên đam chi không biết hả. 300 tiền à. Được, chiêu này cho con ếch. Yêu thật phải không? Năm hết có kêu mới cho cưng này năm hết con này là con tiến quá rồi nè. Làm giận không? Ý chí rất là cao. Nhưng mà tài năng thì không đủ đâu. Không ngon rồi. Nó chỉ tính cái đòn đánh tay à. Nó không có tính vô cái chiêu nhảy của mình. Tức là khi mình nhảy á thì nó chém cái phát đó, nó không kích hoạt được cái nội tại của cái chiêu sát đó. Rồi ơi. Phí. Phí quá, phí. Uổng quá, phí quá. Em này pseudo cũng kẻ xấu hả?
Trời ơi, nó bóc lột con người làm việc. Tội nghiệp em gái ông. Một kẻ khổ sai không muốn bị đánh thì làm việc cái gì? Ngươi là nữ yêu sư. Đúng rồi đó. Mày là bao nhiêu? 14. Ôi ơi. Kháng lửa, kháng cung cũng được đó. Trời ơi, bình tĩnh bạn ơi. Ây da, thế vàng hậu cần ngoài sau của mình rồi. Ừ, nó chết rồi. Anh đang đâm kinh quá vậy. Không muốn làm việc, tôi muốn chơi game, tôi không muốn làm việc. Gia Mỹ, một bậc thầy khai khác mỏ. Rồi có em này rồi có đá nữa, tao hồ mình chế phù luôn rồi. Rồi xuống làng tôi nè. Đào đá vậy tôi. Tôi không để bạn bị tà má bóc lột nữa. Bây giờ tôi sẽ bóc lột bạn thay thế tà má. Rồi, xuống nhà mình đi bạn. Chuyện gì không? Đây, tội nghiệp ông bị bóp lột rồi còn phải đưa quà cho mình để bị bóp lột tiếp nữa. Khổ em tôi quá. Hồng ngọc với đá bạch vân. Chẳng biết nó làm gì. Có gương bọng gì đây không? Không có gì hết. Phòng phù chứ phù thôi. Đạo lực ly mình bắt bao nhiêu con rồi đó. Đạo lực ly còn thiếu 4 con đó. Đại bóng đái còn thiếu 5 con đó là. Bắp. Rồi, xong bạo lực ly. Đại bồng đái. Thiếu 4 con này là con gì? Tiểu xiên sơn. Tiểu xiên sơn còn thiếu 3 con nữa. Ồ, nó chém mạnh nó ngắt luôn cái chiêu thức. Được phết đó nha. Con game này đẹp gửi thôi mà tôi quên chơi nữa. Giờ nó ra mắt rồi mới nhớ. Vua lửa. Bây giờ con ếch của mình nó nhảy chém rồi, nó không tính đòn đánh thường, không kích được cái sét.
cái xét ngon nhất thì chắc cho con cung á. Đi. Cà phê à, super cà phê à. Rồi. Về kích thêm này nữa, rồi hôm nay gần ở đây được rồi. Chờ 1 tiếng mấy, gần 2 tiếng rồi. Còn 8 lá phù à. Bây giờ qua phù vật chung được rồi đó. Thiếu đá hạt chiều. Tùng lộ hoàng. Rồi, xây nhà cho em đó. Đá hạt chiều và tùng lộ hoàng. Vỗ tay quan hô bíp bíp nào. Mỏ đá đã xuất hiện. Bây giờ chúng ta có thể đập đá trong game rồi. Con người không thể nhàn rỗi, phải có việc làm thì nó mới khỏe được. Đập đá thì rất hợp với tôi. Rồi. Nếu không lấy phần trăm từ những thứ yêu linh bạn đào được thì cũng được nữa. Trời ơi con này. Chu sa thạch không còn miếng. Đi thay bộ quần áo nhé. Nãy giờ mua quần áo nhiều lắm. Kẹo đi, hay cái đùi gà đó. Kẹo đi. Mũ gơm mà đeo cái đùi gà đó, người ta nói với mình là Luffy. Mang tiếng Luffy đó. Thôi. Chẳng đây kiếm miếng mà chu sa thạch cái đó. Hai cục chu sa thạch, thiếu cục nữa. Con này level 3 mà bắt nó còn hụt nữa đó. Chỉ số cũng mà tương đối thôi, không cao cho lắm, tạm ổn. Level 3 nó bổ cái chắc cương chết luôn á, trời ơi thiệt à. Đây 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 đây. Đá bạch vân. Rồi đủ rồi. À mình học cái chiêu cho con trâu nữa. Còn em KB của mình thì tôi không biết có nên đầu tư chứ không. Em nó chỉ số hơi xấu anh tí. KB mà lên tấn công nhiều quá, sinh mệnh này có 4 hộp như thế này. Nếu vô cái yêu thực thì ngon á. Yêu thực vô thì nó hồi máu nhiều. Bây giờ mình hồi có 140 máu, 149 máu à. Yêu thực mà 3-4 dòng để dành đi. Có anh đen nè. Anh đen bây giờ học được cái này là ngon nè. Đây. Tôi sẽ bỏ cái tái sức trận của anh đen luôn.
Bây giờ heo là heo bệnh đây đó. Mấy anh ăn vô cẩn thận đó nha. Chào thầy. Thế này thật sự rất thích hợp để tĩnh tâm luyện công. Hơn nữa mọi người dường như không ghét tôi, đúng là một cái nơi rất tốt. Trong thần lực của Ngọc Thần Thụ tôi cũng cảm nhận được sự an tâm vô cùng. Cuối cùng không cần lo lắng về ảnh hưởng của sự tha hóa từ tà ma nữa. Chào chị. Hóa ra tiền bối Ô Nhĩ ở đây. Em Nguyên Dết cũng ở đây. Du lịch bên ngoài có vất vả không? Nếu mệt cứ về đây nghỉ ngơi bất cứ lúc nào nhé. Phòng của em luôn được dọn dẹp cẩn thận. Nhờ sự nỗ lực của em mà công việc trong làng giờ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Các yêu linh cũng rất là chăm chỉ. Cậu cũng đã có, em cũng đã có tiếng tăm trong cái giới người yêu sư rất nhiều. Không hổ danh nào Nguyên. Rồi. Trong này chắc là cùng vai vế với sư phụ của mình. Mấy cái mộc nhân nè. Lên keng lên keng. Sân luyện công đã xuất hiện. Ủa, ông này chắc cũng đệ tử của sư phụ nữa hả? Nâng lên trước, trước cái vỏ sò đẹp đẹp. Đại luyện công lên sao? Kiểm tra sức mạnh của đội hình hiện tại. Rồi. Không, lúc nhảy chém mà không có kích được cái chiêu kia. Sai lầm của tôi rồi. Nói chứ không luyện đâu. Đá ngăn tinh. Ý, được con nhím rồi nè. Bướm hoa băng luôn hả? Chinh tâm. Thiếu một con nhím biển bơm nữa thôi. Gán săn về nha. Thiếu gì nữa? Tiền còn có chậm động à. Thiếu tùng lỗ hoàng.
Hết tiền trời ơi. Còn một trăm mấy không ấy? Mấy này chia ra đầu mỏ hả? Tiêu đá hát chịu. Nó săn nhanh quá. Có huynh. Cổ hình sao hai nè. Tùng lộ hoàng hai luôn. Đá hát chịu. Ba. Nhà này thì chưa vội nâng cấp đâu. Đá ngân tinh. Nâng cấp sớm lên là mệt lắm. Dính biển băng. Thiếu khoảng 600 tiền. Bắp. Con này cũng được á. Còn tàn binh khuyết tật gì không như này à? Nó đều nhau luôn vậy đó hả? Thọt nữa rồi.
triệu hồi nó theo cái chỉ số máu, con này máu rất là cao nên có vẻ khá là ngon á. Được, hai cái dòng này hợp, con này, con này giữ lại. Con rùa này sao? Con rùa này nó lên đam cũng được. Rùa này bỏ hung với đoán rùa nhầm. Đâu ra con này ngon vậy nè, giữ 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 giữ. Lại bách hợp. Máu 1.500 trời ơi. Bỏ thì uổng, bỏ thì thương mà vương thì tội. 2.000 tiền. Yêu quốc hương mễ và bạch tuộc nấm. Mễ đây là đậu hả? Rồi còn gì để làm nữa không ta? Này ngon nè, cái này cũng ngon nữa, khoảng 20% đam là ngon lắm đó, coi như cái chỉ số máu của mình nó tăng thêm 20% luôn. Cái này phát động 3 lần trong một trận đấu thì ngon, nó hợp với cái con mà đối của tôi á, con đối của tôi có khả năng dùng chiêu liên tục. Cái này cũng được đó, cái này lấy một KV mình bán một món đi. Bán có 30 thôi, bán 3 hộp mới được. Coi cho bé của mình có 2 kill đó. Lần trước tôi bắt nó là chỗ này phải không? Rồi tay leo qua gần gần đó là tôi xếp cả, chạy xuống dưới tìm con đi. Ê, quên mua đồ ăn rồi. Ăn cái mà để tăng boost, tìm tìm thêm những cái con mà lấp lánh hoặc là mấy con biến dị á.
Sinh mệnh cộng 500. Yêu bạc hà hơi ít. Cái này tăng chí mạng. Cái này là cho mấy con tăng cơ. Cái này cho con độc. Mình chưa có tiết liên hoa phải không? Cái loại mà vút vút kia đâu rồi? Đây đây đây, phai tây chiên nè. Nếu mình ăn hai cái nó có cộng dồn thời gian không? Không. Ăn hai cái nó không cộng dồn thời gian. Không nào ngon hết. Kìa, hoàng đế tiếp. Trả dính dáng. Bỏ bắt lộn đó. Gom hết báp rồi. Phòng thủ thì vô nghĩa như con này. Sinh mệnh thì tạm ổn, yêu thực nó là ngon nhất. Cần nhất cái điểm yêu thực. Yêu thực và sinh mệnh thôi. Tốt hết luôn đó hả? Rồi, về kiểm hàng coi có cái nào ngon không? Có thì giữ lại. Yêu thực 4 vạch, 3 vạch sinh mệnh, phạm nó ổn, bỏ. Bỏ, bài luôn. Xương mềm. Mình học hai kỹ năng cho nó rồi, nên mấy kỹ năng phụ nó cùi cùi cũng không sao.
Đánh cũng tương đối. Sinh mệnh 5 vạch. 53, 21, 23. Không ngon. Hoàng đế tiếc làm cái méo gì cũng biết nữa. Con này đâm xét cơ mà. Bốn sinh mệnh, ba yêu thực. Rồi, giữ này. Một chấm chín, bây giờ đang là 22 nha. Một chấm chín, bây giờ đang 22. 66. Con này 21. Con kia 4. 4 lên 21 là 17. 17 sau 1.9 là 32. 32 cộng với mặc định của nó là 22 nữa là 54. Ủa, vậy nuôi con này nó còn có nghĩa hơn nữa. Mình có sẵn con nào. Thôi nuôi con có sẵn rồi đi. Chuyển này đi luôn. Con này thì chưa có tiến hóa nhưng mà chỉ số nó rất là đều và đẹp. Hai cái này nó không có bị đánh đâu nên tôi nghĩ là cho nó cắn hai cái này đi. Không cần đâm đâu. Rồi, ok. Trời ơi. Con này nó có cái chiêu nguyện ước sao, đó là cái thiên thạch rớt từ trên trời xuống họ lệ nữa nên tôi sẽ đặt tên nó là lệ rơi.
-5. Khoảng cách tấn công hay là khoảng cách tấn công nó là cái này hả? Con này phòng thủ là méo gì, cho nó quên hai cái luôn, nuôi nó luôn không? Không biết có nên nuôi nó không? Chủ phiển này như bị lỗi vậy nó. Ủa con miêu bính đâu? Ủa đâu phải nó tên miêu bính, nó tên cái gì á? Không phải con này. Không phải luôn. Là dạ tiểu miêu. Dạ tiểu miêu này nó số 29. Thường nó có tiến hóa thì nó sẽ nằm ở ngay dưới luôn. Coi số 30 nó có không? Rồi ơi. À, dạ tiểu miêu nó sẽ lên được ám vệ miêu. Con mình là dạ tiểu miêu hay ám vệ miêu rồi? Ám vệ miêu rồi, tiến hóa rồi rồi. Rồi lỡ thì cắn cho nó. Sáu x ba lên nữa 18. Con này hơn nó 3 cấp nào. 18 cộng vô đây là 164. Thua con này 16 đam. Nhưng mà cái chiêu nó thì mạnh hơn rất là nhiều. Cái hội tâm nó 5 hộp với mà 2 hộp không khác gì nhau luôn. Tăng 6. Tăng 5. Tức là tăng được có 1 điểm 1 gì đó à. Chỉ hai con này con trên nó vẫn ngon hơn chứ. Về sau kiếm con khác ngon hơn thay. Rồi ok, bye bye anh em.